trở lại Vlog với anh em nha. Lim Râu cũng thấy có lỗi, tại vì do dạo này mình bận sửa sang lại cái sẵn trước của shop á, nên không có thời gian để làm Vlog cho anh em coi. Thì hôm nay em sẽ quay một cái bệnh, tại vì cái hồ mắc bệnh này sẵn mình quay luôn đó, anh em thấy không đó, để mình lấy nét vô cái con này cho anh em coi. Đông dính được cái con đó, nó mờ quá hả anh em, mấy cái con mấy rồng nó bơi qua cái đã. Hồ này là hồ cá rồng của mình đó, cái con này trên đây là con bự. Rồi anh em nhìn kỹ trong nước á, đó con mấy con nó bơi lơ lửng đó, đó đó không phải thầy chỉ hay là gì đâu, mà nó là một loại dung sáng á. Thì cái loại dung sáng này nó hầu như là nó có được do cái nguồn thức ăn mà mình bỏ vô á, cá nó ăn hết nó dư nó xuống hệ thống lọc nó sẽ hình thành. Anh em muốn tránh cái hệ thống này á, nó có rất là nhiều cách để mà mình chịu cái bệnh này, nhưng mà ngày mai mình sẽ chỉ cho anh em một phương pháp nói chung là thiên nhiên nhất mà hiệu quả, để anh em không có xài những cái phương pháp khác. Tại vì ví dụ anh em dùng phương pháp mà bỏ Fugaca vô chị thì cái đó là nó rất là dễ nguy hiểm cho cá nếu anh em dùng sai liều lượng, và đó là phương pháp cuối cùng thôi. Còn ví dụ như anh em chăm thay nước và cho thêm cái lượng muối vào từ từ rồi cắm sưởi đi chăng nữa, đó thì nó cũng sẽ là một phương pháp, nhưng mà nó lâu lắm. Thì ngày mai em sẽ cho anh em có một phương pháp này rất là rẻ tiền, dễ làm nhưng mà sẽ mau hết. Rồi anh em chờ Liên coi clip ngày mai nha. Bây giờ đi mua clip này cũng 10 giờ mấy rồi, mình không thể đi mua về để cho chị này được. Rồi xin chào anh em nha, ngày mai Liên sẽ nói cái clip này lại. Quay phen cá này cái này. Cá cũng cá cùi thôi, nhưng mà được có cái là nó ngoan lắm, nhìn cưng. Hai, xin chào các bạn. Rồi hôm nay sáng sớm mình đã đi mua cái thứ mà mình nói mà để diệt những cái con dung sáng đó rồi nha. Đó, bây giờ các bạn có thể thấy nước nè. Đó, không còn một con nào hết. Thì đơn giản lắm nha anh em, khi mà mình bệnh cái bệnh này á, đừng có quán, đừng có vội nghe những cái người đó là nguy hiểm cực kỳ, thuốc ngoan rồi vô. Có nhiều cái bệnh á, nó không cần dùng đến thuốc đâu, nó chỉ cần dùng những cái đơn giản thôi. Đó, chính là cái con kim sơn trong đó. Các bạn thấy không? Nếu mà các bạn tìm không mua được cái con kim sơn đó, các bạn có thể tìm mua hải hồ. Và nếu là cái hộp các bạn không có cá lớn thì các bạn có thể sử dụng cá bảy màu. Nói chung là cá ông tiên cũng được rất nhiều loại nữa, không nhất thiết là phải kim sơn. Cái cách mà để cho tụi nó ăn được hết cái lũ dung sáng á, là các bạn bỏ đói đó. Khi mà mình tiến hành trị thì mình chỉ cho con cá rồng này ăn nhái thôi. Đó, thì khi mà nó không còn nguồn thức ăn á, thì nó sẽ lục lọi nó ăn những cái con đó, anh em yên tâm. Mình nói không phải nói thiệt chứ cái con kim sơn này cứt cá rồng nó còn ăn á. Đó, nên có nhiều cái bệnh anh em đừng có vội mà anh em xử lý thuốc, tại vì khi mà thuốc anh em nó quýnh vào rồi á thì nó gần như là hệ vi sinh anh em phải tái tạo lại nữa, nó mất nhiều cái công sức và tiền bạc của anh em bỏ ra lắm. Trong khi anh em chạy ra anh em mua một con cá ông tiên hoặc một con kim sơn đó, nó chỉ có 20-30 ngàn thôi là nó về, nó có thể làm tốt nhiệm vụ rồi, không có còn con nào mà sống được trong cái lúc mà nó đói hết á. Nó đói là những cái con gì mà ăn được vừa miệng nó ăn hết nha anh em. Đó, thì anh em thấy đơn giản không? Đâu có nhiều người anh em á, người ta khuyên các anh em á là nên thay bông lọc, bỏ muối hột vào, thì cái đó nó chỉ là làm giảm cái số lượng tạm thời trong cái bông lọc nếu mà nó có chứa những cái con đó thôi, chứ nếu mà nó đã có thể sinh sản được là anh em vài ngày nữa nó cũng sẽ sinh sản thôi. Anh em tốt nhất anh em nên bỏ nó cái con kim sơn này vào, thì khi mà nó có nó sẽ ăn nó sẽ hết. Còn bông lọc thì mình thì tới ngày tới hạn mình mới thay thôi, như hồ này đi xài bông lọc nè, thì một tháng đi mới thay bông lọc một lần lận, chứ đâu có tiền của nào mà mua một lần một ký của nó, mình mua số lượng nó cũng mắc lắm chứ bộ. Mà nếu mà mình thay bông lọc ngoài thì cũng đâu có tốt, tại vì cái bông lọc này thật sự khi nó nhuyễn ra rồi nước vào thì nó xài mới tốt được nha anh em, chứ còn nếu bông lọc mới thì nó cũng không có lọc nước nhiều tác dụng đâu. Và khi mà mình bón vi sinh vào thì gần như là tất cả các vật liệu lọc, thậm chí bông lọc hay là vật liệu lọc ở dưới thì nó cũng đều chỉ là một cái chỗ để cho vi sinh nó trú ngụ, và khi nước qua thì nó sẽ xử lý nước thôi. Chứ thực ra nếu mà lọc gọi là lọc nước như tự nhiên á, thì nó phải nhiều tầng nhiều lớp lắm, và những cái hạt của nó phải là cực kỳ siêu nhỏ thì lúc đó mới gọi là lọc nước được, nó có tính hiệu quả. Chứ còn thực sự ra những cái bể lọc trong hồ của anh em mình á, thì nó chỉ là chỗ để cho vi sinh nó trú ngụ và nó xử lý nước cho anh em mình thôi. Đó, chứ còn đừng có nói là vật liệu cao cấp thì nó sẽ lọc nước tốt hơn, thì không đúng. Vật liệu cao cấp nó chỉ là những cái vật liệu mà nó có thể chứa được nhiều vi sinh, và nó làm cho cái hệ thống nước của chúng ta đi ngang qua đó, đó thì cái nhiều cái con vi sinh thì nó sẽ xử lý ra một cái lượng nước tốt hơn, đó vậy thôi. Còn quay trở lại với chủ đề thì anh em đó nhớ cái phương pháp này của Liêm Râu nha, thì không cần thuốc men đâu nha anh em, tại vì hồ mình đang tốt mà,
chẳng qua những cái con đó nó xuất hiện là do cái lượng thức ăn dư thừa của mình cho cá ăn á, nó nhiều thì nó ra cái lượng thức ăn đó thôi. Thì sau khi mình xử lý thì nó sẽ tốt lại nước ban đầu thôi đó. Còn việc mà anh em thay nước đó, nó hết cái con đó với là hết cái số lượng tạm thời thôi, chứ còn nếu mà nó sinh sản ra thì cũng có à. Tại vì những cái con đó nó vốn vĩ nó luôn luôn tồn tại trong hồ cá của mình, một ăn cộng lúc lửa lúc nào là số lượng nó bùng phát thôi. Thức ăn dư mà không có động vật ăn nó thì bắt buộc số lượng nó sẽ ngày ngày càng nhiều, đúng không? Còn ví dụ như anh em cứ cho ăn dư nhưng mà có những con khác nó tiêu thụ đó thì nó cũng chẳng bao giờ số lượng nó lên nhiều hết, thì lâu lâu nó có một vài con thôi, thì cái con đó nó cũng chẳng hại gì cá cảnh của mình nếu số lượng ít á, nên anh em cứ yên tâm nha. Xin chào anh em.